Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử, sự nghiệp và đời tư của cô ca sĩ sexy, Ly Kim Cương. Ly Kim Cương là một ca sĩ được đào tạo khá bài bản tại Hàn Quốc. Cô nàng hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một ngôi sao, từ vóc dáng, ngoại hình, giọng hát và đến cả vũ đạo. Đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Từ đó cô trở thành một ca sĩ sáng giá. Tiểu sử về cô ca sĩ Ly Kim Cương. Tên thật Phan Kim Cương. Năm sinh 15 tháng 11 năm 1993. Quê quán Hưng Yên. Nơi sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Ly Kim Cương là em gái của photographer và designer khá nổi tiếng Chang Gen. Cô theo học trường Học viện Âm nhạc Quốc gia. Trong quá trình học, Ly Kim Cương nhận được khá nhiều giải thưởng khi tham gia nhiều cuộc thi. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, nước da trắng hồng cùng giọng hát cao khỏe, Ly Kim Cương luôn tạo ấn tượng tốt đến cho khán giả. Chuyện tình cảm của Ly Kim Cương cùng Trịnh Thăng Bình. Cuối năm 2018, Ly Kim Cương bị bắt gặp đi du lịch, mang đồ cặp và có cử chỉ thân mật cùng Trịnh Thăng Bình. Từ đây, cả hai vướng phải tin đồn hẹn hò. Không phủ nhận, không công khai, cô cùng Trịnh Thăng Bình luôn đi cùng nhau trong các bữa tiệc bạn bè. Đây là cặp đôi được fan hâm mộ tích cực đẩy thuyền nhất vì cực kỳ xứng đôi. Tháng 11 năm 2019, khi Ly Kim Cương cùng Trịnh Thăng Bình cho ra bài hát chung, lúc này, qua phỏng vấn, anh thừa nhận từng tìm hiểu cũng như có quan hệ hơn mức tình bạn với Ly Kim Cương. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định làm bạn với nhau vì một vài lý do. Về phía Ly Kim Cương, cô không muốn đề cập về vấn đề tình cảm với vấn đề đời tư của mình. Hiện nay, Ly Kim Cương vẫn đang độc thân. Cô đã đưa ra sản phẩm solo và tham gia những show diễn phù hợp với phong cách của bản thân. Sự nghiệp của Ly Kim Cương. Cột mốc sự nghiệp của Ly Kim Cương chính là lọt vào top 4 của chương trình Cuộc thi ngôi sao Việt 2014. Đến tháng 5 năm 2015, nhóm nhạc Pop Việt Nam chính thức ra mắt khán giả. Nhóm nhạc có 4 thành viên được tuyển chọn từ cuộc thi. Nhóm nhạc được qua Hàn Quốc đào tạo từ chuyên môn đến phong cách. Sau 2 năm thì Lam quay trở lại Việt Nam. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, vũ đạo tốt cùng giọng hát ngọt ngào, Lam được nhiều khán giả biết đến qua nhiều ca khúc hit. Tuy giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ, nhưng nhóm không tạo được nhiều tiếng vang lớn, nên đến năm 2019, Lam chính thức tan giả. Sau đó, Ly Kim Cương đầu quân vào công ty của Trịnh Thăng Bình và cho ra mắt nhiều bài hát, MV cũng như những bản cover khá hay và được nhiều người đón nhận. Cô nàng còn khiến fan hâm mộ ngạc nhiên khi hát bolero cực ngọt trong chương trình, giọng ca bí ẩn. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.